Chào các bạn đã trở lại với kênh Cáo Thời Gian. Ngày hôm nay mình sẽ làm gỏi xoài với mực đó các bạn. Ở đây mình là làm mực tua nha các bạn. Ở đây mình có tầm khoảng 3 con mực tua. Xoài thì ở đây mình có tầm khoảng 1 trái. Có ít ớt và ít tỏi và ít răm nha các bạn. Phần xoài thì một hồi mình sẽ sắc vừa chứ không có sắc mỏng quá nha. Tại vì cái phần mực tua của mình này nó hơi dày nên mình sẽ sắc dày dày một tí nha các bạn. Bây giờ trên bếp mình có sẵn một bắt sẵn một cái son nước. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vào son nước đó rồi mình sẽ luộc cho cái phần mực này nó chín đi các bạn. Xong rồi mình sẽ trở lại với các bạn làm những cái này sau. Còn những cái gia vị chút bỏ vô mình sẽ đưa lên sau nha các bạn. Hiện tại mình sẽ đi luộc cái phần này trước nè. Cái phần này mình đã mua về và làm sạch phần bụng nè các bạn. Là sạch cái phần này, mực tua này là mực tua hai da đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi một ít muối rồi mình sẽ luộc nó nha các bạn. Cái phần mực luộc thì mình sẽ cho vào đây một ít muối hột. Các bạn khỏi phải cho cái bột ngọt cũng được. Cho một ít muối hột mình sẽ thả vào đây là ba con mực của mình. Các bạn luộc ba con mực của mình này để cho nó chín đi xong rồi mình sẽ quay lại nha. Ở đây mình có tầm khoảng một lạng đậu phụng các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào cái chảo đá để mình rang để cái hột đậu được chín đều quá các bạn. Cái lúc thời gian mình đợi mực á thì mình sẽ cho đậu vào rang. Thời gian mình đợi mực mình sẽ đi giã tỏi ớt rồi bây giờ mình sẽ dắt sắc hết cái phần rau thơm của mình ra luôn nha các bạn. Cái này mình sắc vừa đừng sắc nhỏ quá, phần rau răm với lại ngò gai á mình sẽ sắc hết ra. Rồi mình sẽ cho qua một bên. Bây giờ mình sẽ đi giã tỏi ớt và bào xoài nha các bạn. Đây cái phần tỏi ớt mình cũng giã xong đây. Và mình sẽ làm mắm ớt trước nha. Mắm thì ở đây chúng ta cho khoảng tầm khoảng một muỗng đường. Và bột ngọt thì cho khoảng 1/4 bột ngọt. Mình mất ăn đậu nữa các bạn. Mình sẽ cho vào đây là tầm khoảng 2 muỗng nước mắm, 3 muỗng đi các bạn. Có gì mình ăn luôn á. 3 muỗng nước mắm. Ớt làm gỏi thì chúng ta giã nó dày thôi, đừng có giã nhỏ quá nó. Rồi chút ta sẽ dặn miếng chanh. Mình đã xong phần này. Mình sẽ đi kiểm tra đậu phụng trước nha các bạn. Rồi cái phần mực nó sôi vậy các bạn. Giờ mình sẽ tắt ra và mình sẽ quay xuống cái tô ra để mình vớt cái phần mực ra nha. Rồi các bạn sẽ vớt cái phần mực ra. Rồi mình sẽ để cho cái phần mực này nguội xong rồi mình đi bóp đậu phụng nha các bạn. Rồi mình sẽ trở lại nha. Đậu phụng thì mình bóp xong rồi, bây giờ trái xoài mình đã gọt sơ sơ các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ bào thì cái dao bào nó hơi mỏng nên các bạn sẽ chắn sợi sợi ra. Rồi các bạn sẽ dùng một cái dao và sắt đó nha. Đây bây giờ mình chúng ta sẽ chắn. Tại vì bào thì nó hơi mỏng quá đó các bạn. Vì đối với con mực tua thì nó hơi dày. Còn đối với mực lá, mực ống á, thì các bạn sẽ bào nó ra. Còn đối với con mực tua thì mình sẽ chắn nó và sắc sợi nó ra nghe các bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ dùng một cái thấm thớt và sắc nó vô nha. Rồi giờ mình sẽ sắc hết cái phần này ra nghe các bạn. Sắc hơi dày dày một tí. Tại vì cái miếng mực của mình đó bạn. Cái mực tua của mình nó hơi dày nên mình sẽ sắc dày cho một tí. Còn nếu như mà mực lá hay mực ống á, thì các bạn sẽ ở trong phần ruột nó hơi mực lá mực ống thì chúng ta sẽ bào nó đó, như cái phần này các bạn sắc như vậy nè, nhỏ hơn một tí nữa cũng được tùy các bạn, mình sắc nhỏ hơn một tí cũng được, hơn cỡ này cũng được. Tại vì mấy ngày nay mình cảm đó các bạn, nên mình nấu nó không có rõ lắm nha bạn. Nó còn không thì chúng ta sẽ sắc nó ra như vậy rồi các bạn sẽ chắn nó lại để nó dễ hơn. Cái sò nó còn dày nhưng mà nó non lắm các bạn. Các bạn sẽ gắn cái dày nè để dễ hơn, vừa không có dày nữa nha các bạn, cũng không có mỏng quá. Tại nếu mà mỏng thì mình sẽ dùng cái dao bào rồi
Đây mình sẽ sắp đùa. Mình sẽ bỏ vô. Một cái là nó rất là nhiều rồi. Bây giờ còn cái này mình sẽ sắc cho hết đi nha các bạn. Đây phần xôi đó bạn. Giờ mình đã sắc mấy phần xôi này xong như vậy. Tại vì cái phần mực tua là nó hơi cái cọng hơi bự nên các bạn phải sắc bự bự về, các bạn bào là nó sẽ nhuyễn quá đó. Nó mình nhìn nó không ngon. Bây giờ mình sẽ sắc hết ra như vậy rồi mình sẽ để qua một bên. Mình sẽ kiểm tra những cái dụng cụ chuẩn bị mình làm để bỏ vô, mình sẽ quay qua cho các bạn. Còn cái phần mực nó đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ sắc cái phần mực đi nha các bạn. Giờ ba con mực các bạn, đó mình luộc nó còn nhỏ vậy nè, đó là mực hai da, chứ còn nếu mực kia nó sẽ nhỏ hơn nữa. Bây giờ mình sẽ sắc nó ra nha các bạn. Đó, các bạn sẽ sắc nó ra. Cái tua mực này nếu bạn sắc theo vậy thì nó sẽ gãy, nó sẽ đứt mấy tua kia. Các bạn sẽ úp cái phần mực lại và sẽ cắt ra những gì vậy đó. Những cái phần nào mà nó hơi nhỏ, hơi bự quá thì các bạn sẽ cắt nó ra cho nó mỏng thêm một tí để nó thấm gia vị. Còn những cái nào mà nó bự rồi, nó nhỏ rồi thì thôi mình khỏi phải cắt. Mình phải cắt nó ra như vậy nè. Những cái phần như cái mực này, cái cọng này nó hơi bự nè. Hồi nữa mình sẽ dùng cái dao nhẹ mình sẽ cứa nó các bạn. Chút mình sẽ kiểm tra lại cái phần nào bự, phần này nhỏ nha. Bây giờ mình cứ sắc hết ra như vậy nè. Ba con thì mình trộn tầm khoảng một trái sầu nha các bạn. Đó, khoảng như vậy nè, như miếng này bự á. Các bạn sẽ nghiêng cái phần dao xuống. Sắc nó ra làm hai như vậy nè. Là nó sẽ mỏng ra làm đôi nè các bạn. Nếu mà phần nào nó dày còn phần nào nó mỏng quá thì thôi mình khỏi cắt nha. Đó, bây giờ mình sẽ cho vào cái tô. Đó là dẹp tấm thớt. Rồi mình sẽ quay những cái đồ mình làm qua nha các bạn. Đây cái phần hương liệu mình làm đây bạn. Ở đây rau răm và có mấy trái ớt, nhưng mà chắc là mình không bỏ vô tại nhà có con nhỏ. Tầm khoảng có hai miếng chanh. Cái sò là cái độ chua nó vừa rồi, nhưng các bạn sẽ nặn một miếng chanh để cho cái vị mình nó đậm. Đó, ở đây mình có một ít đậu phộng và một ít hành phi mình đã phi, một ít nước mắm, tỏi, ớt và cái quan trọng nhất là mực nha các bạn. Bên đây mình có một ít một trái sòi nè các bạn, một trái sòi bà sắc ra nó nhiều như vậy nè. Có một ít muối, ít bột ngọt, ít đường. Tại vì các bạn làm những cái này mình phải cho muối để cho có vị muối là lúc nào nó cũng đậm vị của mình nha bạn nha. Bây giờ mình bắt đầu vào làm nha. Thứ nhất á, các bạn sẽ cho vào đây là một cốc tư muối. Và bột ngọt thì chúng ta cũng sẽ cho một cốc tư bột ngọt. Sòi thì chúng ta sẽ cho vào đây là hai muỗng cà phê đường. Bây giờ mình sẽ trộn đều cái phần này lên. Và cái phần tỏi của ớt này các bạn đó. Mình sẽ dớt cái phần tỏi và ớt, mình sẽ bỏ vô cái phần ớt đó. Mình sẽ dớt phần tỏi mình bỏ vô bớt. Các bạn sẽ trộn đều. Bây giờ mình sẽ dùng một cái bao tay để mình bóp trên nó đều á các bạn, để cho gia vị nó thấm á. Bạn cứ bóp đều nó lên cho gia vị nó thấm vào thơm và đường một hồi sẽ thấm vào các phần sòi này nha các bạn. Đó, cái phần ngũ ngọt mình nè bạn, để mình thử cái gia vị nó vừa chưa nha. Nó rất là ngon. Nhưng mà hiện tại bây giờ các bạn sẽ cho mắm nè. Mắm chúng ta cho vào đây một muỗng mắm. Còn mực thì chúng ta sẽ đổ hết cái phần mực này vô. Đổ hết cái phần mực này vô, chúng ta sẽ trộn đều. Trộn đều mình sẽ ngâm cái phần mực này với sòi trong vòng 30 giây để cái sòi nó thấm vô cái phần mực một tí nha các bạn nha. Trong vòng khoảng 30 giây đó các bạn, là cái phần nước nó đã ra như vậy nè. Tại vì nó đã thấm đó, mình sẽ cho vào đây là một miếng chanh. Không phải các bạn cho chanh là cái sòi vị đã chua sẵn, mình cho chanh là để cho nó
trộn đều có hương vị mình lo hết nha các bạn, để cho nó thơm. Và phần này mình sẽ cho vào đây là rau răm, rau răm với lại ngò gai đó các bạn. Còn phần ớt mình sẽ chừa lại, tại vì ớt nãy mình có giả trong mắm rồi nó hơi cay lắm đó các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn đều có phần rau răm mình với lại cái phần sòi với mực tôm hết các bạn. Bây giờ mình sẽ cho một cái dĩa và cho ra đậu phụng với hành phi, mình sẽ cho lên lớp mặt. Chứ các bạn cho hành phi vào thì hành phi nó sẽ mềm và đậu phụng nó sẽ mềm, nó cũng ngon. Bây giờ mình sẽ dùng một cái dĩa và cho nó vô hết. Cái phần này mình sẽ múc ra và đậu phụng với hành phi mình sẽ cho lên lớp mặt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ có một cái dĩa và sẽ cho đổ ra ngoài hết nha các bạn. Đây mình sẽ múc nó ra. Và cái phần sòi này sẽ ra nước đó các bạn. Các bạn sẽ múc vào cái phần sò và phần mực ra. Nếu các bạn dùng cái phần mực mà lò mực lá với lại mực nang thì nó sẽ trắng cái phần mực nha các bạn. Đó. Còn cái phần mực mà các bạn dùng cái phần mực tua thì nó sẽ tua hơi tua tua này nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ cho một ít hành phi lên. Sẽ rải hết hành phi lên trên phần này. Thì mình rải hành phi lên mình sẽ tản ra cái dĩa ra để cho còn mở đậu phụng cho nó đẹp tí á các bạn. Đó. Phần này đậu phụng thì chúng ta sẽ bỏ vô, nếu đậu phụng chúng ta làm sẽ đập dập 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 á thì nó sẽ thơm hơn. Nhưng mà mình thì mình nói chung là cái bản chất con người mình không thích đập dập á các bạn, mình chỉ thích để hột. Thì khi các bạn muốn ăn á thì sẽ gấp một hột vô nó rất là ngon luôn. Phần này mình đã làm xong. Nếu mình sẽ bỏ xung quanh và mấy trái ớt, nếu các bạn nào cần ăn ớt thêm mình sẽ cắn. Tại vì con mình á thì nó sẽ không ăn ớt được nhiều, nhà mình thứ nhất là con nhỏ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để qua lại rồi sẽ dập lại cho sẽ đưa lên cho các bạn xem. Đây cái phần gỏi sòi trộn mực của mình đã xong rồi các bạn. Đó. Nó cũng không mất nhiều thời gian nha các bạn. Ở đây mình có một chén mắm để ăn kèm. Trước khi các bạn ăn gỏi thì mình sẽ dùng chấm mực á, thì mình sẽ dùng cái mắm hơi mặn mặn một tí. Còn nếu các bạn ăn gỏi thì mình sẽ dùng cái mắm ngọt. Mình có hai đồ mắm, nếu các bạn cần thì mình sẽ dùng mắm ngọt, còn nếu các bạn không thích thì mình sẽ dùng mắm mặn. Đó, phần trên mình có một ít hành phi và một ít rau thơm nha các bạn, và một ít đậu phụng rất là ngon. Mấy bên mình có tầm khoảng 3 trái ớt, nếu các bạn nào thích ăn ớt nữa thì mình sẽ cắn vào, chứ tại vì con mình nhỏ không ăn được. Như vậy cái vị nó cũng vừa cay thì nó ngon, chứ nó cay quá sẽ không tốt cho bao tử nha các bạn. Tại thứ nhất ở nhà chồng mình để đau bao tử không ăn được, hiện tại là mấy ngày hôm nay mình bệnh nên mình nói nó không rõ lắm nên cảm ơn các bạn thông cảm. Nếu các bạn nào cảm thấy thích cái video này của mình thì hãy bấm like và đăng ký cho mình nha. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi. Nó cách làm nó đơn giản, nó không cầu kỳ mà không mất nhiều thời gian của các bạn.